Dạ. Bây giờ hành quyết. Dạ khơi. Phải. Dạ khơi. Hành quyết chị quyết. Dạ dạ khơi. Hành quyết. Lúc 12 giờ ngọ hành quyết. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh 66 TV của mình. Hôm nay mình tiếp tục cùng anh Hai đi với các bạn ơi. Xin mời các bạn cùng theo anh em mình nha. Cột đi vô đây ngồi cho mát chị ơi. Ba nữa kìa. Đi lên. 2 hours later. Còn không trống nữa chạy vô khác. Dạ bữa trước bữa đi cho nó trống ba bữa sao. Còn không trống chạy đi nữa. Tôi là mò ngay. Từ đây chứ tôi bộ ấy còn chạy sọc rồi lo gì hả? Rồi anh ba chị ba mình đi trước rồi. Bây giờ bắt đầu bữa rồi. Bữa lưới rồi. Đây anh chị ba với ba tay nữa. Anh ba chạp luôn hả? Mắt ở dạ mà không biết hàng mắt mà chắc không ở dạ đâu. Rồi bắt đầu mình anh Hai cũng đưa lưới đó các bạn. Ở phía trước là có một cái xuồng của người ta đang làm nghề chạy ghê đó các bạn. Chạy ghê là có người ta chụp lưới xong rồi người ta có thợ lặn đó các bạn. Lặn ống thun rồi lặn xuống dưới rồi gà nữa. Mình cũng nghe nói hơi sơ là vậy đó chứ mình cũng không biết sao. Cái anh lên đây nó phải lặn quá ha. Rồi có thằng bé nó đi theo nữa các bạn ơi. Có thằng bé nó đi theo. Có thằng bé đi theo chơi đó. Nó phải phụ qua. Ở bên đây là mình gặp một chiếc ghe chở cát các bạn, chiếc tàu chở cát này. Đó, còn trong đó là chiếc ghe người ta chở gươm các bạn, gươm cuộn. Rồi lên lưới rồi các bạn ơi. Không có cá mệt chị cái kia cá đó là khỏe là lên con cá sủ bự bự thì khỏe lại nè lên cá cho thở nữa kìa thở gì cái dòm này ghe xuồng nó chạy nhiều cá nó không đỡ hay sao trời sợ thì sao ấy. Lên cá lấy tinh thần nè. Bây giờ chưa thấy nhau. Nước thì nước trong như nước biển nè. Thấy bọt bọt vậy từ xa lên là thấy nè. Ở cá lên mình cũng thấy nữa bạn. Chạy đi con đại đi. Nước trong mà cá không có hả? Cái gì trời? Trời ơi.
hấp hồn cái cá chứ. Ghét nữa. Trời 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 trời. Lôi đây lắm. Ghê à? Dài lắm. Trời, ghê à? Trời ơi, kéo lên đống này nè bạn. Cái đống này đống gì không biết, dây này dây gì không biết luôn. Vậy hả? Mà nói chung là thiết bị để người ta hàng vỏ đá phải không? À vậy hả? Trời ơi, lên nguyên đống mùi nhùn quá trời. Kéo ghiết rồi con dây hàng vỏ đá còn lên đó mà cá chưa thấy con nào. Bởi vì đau lòng thiệt chứ. Có gì đây? Có không? Có không? Có. Có hả? Phải không? Có. Phải kiếm một vài con đi lại kiếm tiền dầu. Có. 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 Có có có. Bà xa. Ôi, có con bà xa đây, cũng hơi nhỏ, cả có cá là mừng rồi. Có con. Bà xa này hay được 1 ký không chị ha? Có. Ê, còn hên quá rồi. Trời ơi, cuối lưới rồi. Trời ơi, sát bên lưới rồi. Sát bên lưới nè bạn, sát bên đây cái phao nè. Trời ơi, đưa con nữa. Rồi đi, rồi đi. Còn nữa. Gán đi. Nhiều con cũng có ký anh ơi. Trời ơi, hôm nay tính như đây là lấy vốn nè bạn. Nè, vô cái nồi này là thấy lấy vốn rồi nè. Dây này dây ống bình thường thôi bạn. Ôi, cũng có cá. Cũng có hình chụp được rồi. Chị hai, né nè, thử. Hay vậy. Cái lỗ nữa đây làm lại nhỏ xíu các bạn. Tại vì đằng này mắt chướng nó giống á, mình đẩy cái xe sạp lại nè. Còn một xíu à. Còn thấy cũng vô nữa, hay thiệt ha. Rồi vô được con nữa bạn ơi, hai con. Không gài cái vụ này nhiều quá ta. Gần hết lưới à. Thấy phao là gần hết lưới không, là đầu lên cá. Nói chung lưới này dính cá khúc nào mình đâu biết các bạn. Nước cá dưới nước mà. Có khi là dính đầu lưới, có khi là giữa lưới, có khi là kéo tới gần hết lưới mới có dính. Bao gì? Trời ơi, thấy bao. Thấy cái bao thì thấy quải quá. Còn két. Trời ơi. Đào két không? Không lẽ nguyên gốc cây của ông trời ghê nãy ông lấy lên mà có hai con trong đó sao ta? Nãy có nguyên gốc cây đây nè, cái ông thợ lặn á, ông lợi ông lấy thùng phi cái ông đem về rồi. Lấy thùng phi ông cẩu lên nè, hay thiệt chứ, nguyên gốc cây trời quá. Ông cẩu lên cái ông đem về. Rồi hết lưới. Kiếm tiền dầu lại. Thôi lỗ tiền dầu à. Nay đi cũng hơi xa, chạy hơi xa căng lưới mày. Bây giờ cái này đi bữa lưới có hai con cá thôi, giờ mình kéo mới kéo lên xong ăn, giờ mình bổ lại luôn. Nay mà phải như cá nhiều là vô nghỉ cho khỏe rồi. Nay ít cá quá là phải làm tăng ca ăn hơi double. Bữa lưới lại để ngâm luôn bạn. Chiều hôm nay thì mình tiếp tục đi theo anh hai với chị hai cuốn lưới bạn ơi. Bây giờ tới nước mình cuốn rồi bạn. Ở ngoài bờ sông mới có mấy thằng bé đang tắm bạn ơi. Ồ, mặt trời vừa xuống núi bạn ơi. Nó có đám mây như cái dãy núi các bạn, đẹp quá.
Trời ơi, phụ nữ lái cái tàu luôn kìa. Hay quá bạn, chưa này là dây đục mà chở hàng. Có cô này có lái tàu. Hay quá. Quá siêu, quá siêu. Rồi, cái phao mình sát bên hả bạn ơi. Có đã bạn ơi, giờ này ra đây ra ngoài này gió mát quá trời mát luôn. Phát hẳn hồi trưa. Chưa nó nắng quá nắng dở mát quá mát. Ồ, có chiếc tàu quá bự này. Chiếc tàu này cát quá trời lớn rồi. Cái này hàng trăm khối các bạn ơi. Hàng trăm khối cát á, mình không biết bao nhiêu nhưng mà thấy quá trời rồi. Ngàn luôn hả? Ghê hả? Dữ vậy? Trời ơi kìa. Quá khủng rồi, tới phần người ta còn sâu dữ lắm. Sâu dữ lòng. Dữ vậy? Dữ lắm. Ồ, anh nhẹ cái hồ. Đó, 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 tôm càng, tôm càng. Thấy chưa chị Hai? Thấy chị Hai gỡ tôm, đồ ơi, chị Hai mê coi bạn. Tôm nè anh Nghĩa ơi. Anh Nghĩa hay quá. Ê hên quá, ở đây đi. Ông lại nó tôm liền nè. Quýnh nó chở thấy luôn hả? Ra chị Hai. Đây anh hỏi luôn. Ok được con tôm đó bạn ơi. Mở hàng con tôm. Trời ơi ông không thấy cái nó bất tỉnh luôn rồi kìa. Dạ. Để chơi hỏi. Ờ nó lật vậy nè. Nó lật vậy nè. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi mày. Hên quá. Ôi trong này cũng còn con tôm nào nữa kìa. Không thấy con tôm luôn. À vậy hả. Bởi vậy anh để anh Nghĩa anh nói con tôm rộng hoài. Anh thấy không dính nữa đó thấy chưa. À mới bổ luôn hả. Yeah. Anh bổ đó được không hả. Yeah. Đó vô trong bờ luôn. Tá bờ luôn. Chơi đâu hay nằm đây mở chỗ này nè. Thì phía dưới á. Đây nè. Có cho anh đâu vậy á. Đây nè. Có cho anh đâu vậy á. Hay quá phải nhớ nằm chỗ này nè. Đó, đá đầu quýnh này mà cái trời này còn quá trời cá là. Cái cầu này mà ngoái đuổi là có cá uống á. Bữa vậy rồi. Đó, bữa đây cá kéo cá nha. Kéo quầy cá hú cho anh Nghĩa anh mê luôn nè. Ở đây đi. Ủa sức là ba luôn, hai tay chồng luôn, ba vậy ủi sao không có thú. Hay quá, tự tin quá ha. Nằm thuốc chứ. Điểm. Không thấy tôi nói hỏi cùng tôi nói khi nào chặt đâu. Đâu chặt đâu. Chứ không có. Có chơi nè. Nhiều vết thôi chứ không có nó không có. Nó vàng đủ. Vàng. Vàng đủ. Bố mẹ hả bố mẹ. Bố mẹ. Gì? Thứ gì lên đây. Bố mẹ. Ờ cái cây cây. Trời ơi, nguyên cái tôm càng cà quá. Nó mới qua đây, xích lại con đây con nè. Trời ơi trời ghê quá. Trời ơi, nó trời nó trời. Trời ơi. Hên vậy cũng đỡ dính mé mé không bạn, chứ đừng nó dính mà tịt luôn cái kéo lên nặng nữa. Góc vậy. Mái là đứa mà đầu dính góc mà lỗ. Đâu có chạy đâu anh nhỉ. Tao lưu mới luôn nè. Mà đâu có chạy đâu. Chạy đâu. Nó cũng muốn vậy chứ. Có gì chạy à? Có thông tin, có thông tin. Bây giờ có chó khủng lên cũng được đó. Ủa, còn sủ con gì vậy? Lấy tinh thần rồi. Kéo quá. Có thấy tim gì không? Chưa. Má nó hại con. Thôi dính vậy, kéo quá, kéo ủ rồi. Quá trời mộng. Chị Hai mắc gỡ bọc các bạn. Lên quá trời. Anh Nghĩa mà mốt đừng xả rác, đừng xả bọc xuống sông nữa nha anh Nghĩa. Anh xả quá trời luôn rồi, nó kéo lên cực nè.
đó là tái tám hàng kiếp rồi. Thương quá. Má lưới mèo làm như lưới kia gì. Ờ má chạy xa lắm má ơi. Ờ cái chó nó chạy xa lắm, không còn đi. Chạy xa lắm. Cái cá đầu lưới chậm hơi không? Có. Nó mạnh lắm rồi. Đó, phải vậy cho chạy có 20 cái. Nó mạnh cái chạy hay xa. Ai được cục lớn này giờ cũng mới 40 lớn à. Trời ơi, chơi gì cốt cán không tin tưởng chơi bộ. Không cái này không tin tưởng. Trời ơi. Má luôn cá là mới được. Tin tưởng nó nổi nha. Đó. Má cá là gì mà không đầm ta. Đâu cá đó cái xúc này chảy đèo. Chạy lên đó đục đó. Trời. Đó đục đó. Trời trời. Diễn sâu nữa. Có hai mẹ. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Thấy chưa? Cá khủng, cá khủng. Được chưa? Được chưa bạn ơi? Đó, đúng rồi. À quy tính anh này quy tính. À, anh tin chưa? Viện tao đâu có ấy đâu. Nó kêu mày nó nghĩa. Tin chưa? Tin chưa? Nó lại ăn dính cái lần 5 kg. Trời ơi, trời ơi. Giỡn cái dãy của nó văng trúng cái trúng điện thoại bốc trời. Hết hồn, giống như đạn bắn á. Tao thấy thấy y con mạnh không? Rồi mạch mạnh mạch yếu biết cái gì luôn thấy không? Ở rồi, ở rồi. Ngồi chứ ở rồi. Má cái mặt ghê đi hết luôn. Trời ơi. Đó. Chết rồi sao mà đánh đây. Bạn ơi đậu quá trời. Đi cỡ 5 kg á, cỡ đó đó. Lớn 4 kg hay giỡn rồi mày. 5 kg. Mày coi mà ghê đó có đường mắt không ạ? Trời trời. Còn con tưởng mày. Ủa nãy giờ quay toàn quay gỡ bụng lông hả ta? Trời ơi bây giờ không để ý. Để má bây giờ quay gỡ bụng. Có cá nào gỡ? Chứ. Ở bụng lông bán 2.000 ký gì nổi chở gì dữ. Có mua không? Đặng tôi lên mạng tôi nói là mất cho em rồi nha. Ông tôi bán nè. Má nó mua chắc lại nhà tôi thao tao thôi à. Sao? Nó đi. Một lông 2.000 ký chắc này nhà thôi à. Nó mua cá. Mà bóc bộ dính lưới mới được nha. Trời ơi, tao vô mấy trăm rồi đó. Trời ơi, tao bán luôn rồi đó. Ờ, bán lấy tiền rồi. Bán lấy tiền luôn rồi đó. Có gì không? Được con cá chó khủng kìa. Tao hỏi mày phải không? Nhận cái hoa tao mất tiền mà nó mất tóc rồi. Nó mất tóc rồi sao? Ờ. Thấy không? Nhỏ rồi. Ăn cơm chưa? Dạ. Ủa hết lưới hả? Rồi tốt, kết thúc tay lưới các bạn ơi. Được hai con tôm khủng với con cá trầy khủng. Em thả gì nè? Thả gì đâu? À, thì thả lưới bẫy. Rồi ơi, lưới bẫy hồi chưa có dính gì không? Được con cá lăng và cầm tay. Bỏ đồ cho chạy đám cho tiếp. Tính ra vậy là quý rồi đó. Ta mới tay lưới kia là không ai có gì luôn á, tay lưới bẫy rồi được. Mời lên trả anh lại à. Nào giờ lao xuống trước luôn nè. Thôi bỏ đồ tao đi lên. Không mà quýnh đồ má mày quýnh trà lên cái lưng mời đây. Cái dạ mỏ là có chắc luôn. Ở nước này là mỏ ốp lên là lụm nè. Thiệt không? Thiệt. Thiệt không? Thiệt gặn hứa với người ta nghe không? Bây giờ mình tiếp tục đi bộ lưới nữa các bạn ơi. Tối mình lớn lớn và chiến đấu. Bây giờ mình xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.